Song Luân và Kháng Ngân. Xin chào mọi người. Sau khi xong phim thì thật ra là cũng có rất là nhiều công việc mời cùng với nhau, hai anh em làm việc cùng với nhau, nhưng mà cũng có những cái sự kiện thật ra hôm nay. Đó là hôm nay nè, ví dụ như Ngân tới là Ngân cũng không biết có ai ở đây hết trơn. Lần đầu tiên tới là thấy anh Quang Vinh nè, chị Tiên. Xong rồi lâu lâu ông để ý ông lùi lùi xuất hiện lên, cũng hết hồn nữa. Ô thì ra là mình cũng có duyên phết nhờ. Có đâu, tại Luân biết là hôm nay là bác sĩ sẽ tới đây, nên là Luân phải cố kiếm cách làm sao để tới được đây gặp bác sĩ. Từ ở ngoài cho tới ở trong đều lẻo mép nhờ. Trên phim trường mà kể mà sau khi những cái giờ làm việc á thì anh Luân thì nói chung là rất là quan tâm bạn diễn nè, rồi kể cả quan tâm tất cả anh chị ekip trong đoàn phim nữa, nhưng mà là hay giỡn rồi kiểu cũng hay nịnh á. Thì nịnh sao anh thử nịnh để cho mọi người biết nè. Anh đâu có nịnh đâu, tất cả mọi lời nói của anh á tuy nó có nhiều đường thật nhưng mà nó là lời nói thật. Chứ nịnh là cái gì? Trong đầu anh không có từ một cái định nghĩa nào gọi là nịnh hết. Anh chỉ có bệnh. Hết phim cả tháng rồi. Hai tuần. À, hai tuần rồi. Bữa đó là mới hết phim thì nói câu đó thôi. Còn bây giờ là tới 2 tuần rồi, tất nhiên là thời gian dài nó cũng phải có nguôi ngoai, nhưng mà tại sao vẫn chưa nguôi ngoai được? Chẳng hạn cũng vậy đó mà tại không dám nói, ngại. Thật ra là tại vì giờ là... nếu mà em nói mà em cười á, em cười có nghĩa là em nói xạo, em phải nghiêm túc, em nói thật. Thì đúng là sau khi xong phim á, thì tự nhiên trong cái khoảng thời gian mà làm việc lúc nào cũng dậy sớm nè, được hối nè, rồi quay cực nhọc không được ngủ không này kia á. Nhưng mà giờ tự nhiên dần á, thì tất nhiên là cả hai anh em đều có công việc riêng, nhưng mà nó bị kiểu thiếu vắng đi những cái mà cái lịch trình vừa rồi á, cho nên là cũng cảm thấy rất là buồn. Cho nên là hai đứa tự set up một cái buổi đi chụp hình cưới để đi chụp hình với nhau, để có những cái tấm hình cưới để sau này có thể treo lên coi lại. Thằng đó không dám nói đâu, để Luân nói hết cho. Đến nó đến thôi. Thật ra là nói chung là Ngân cũng cảm ơn tất cả các mọi người vì đã vừa ủng hộ phim nè, vừa ủng hộ Ngân, anh Luân cũng như là cặp đôi bác sĩ và đại úy. Thật ra là Ngân với anh Luân rất là vui khi mà mọi người tin rằng mọi chuyện nó là như vậy. Còn về cái vấn đề mà hai anh em ở ngoài như thế nào, thật ra là cũng là một phần duyên trời định nó như thế nào thôi. Thì cái đó mình đến không có nói chuyện thôi. Được. Còn không đến được thì thôi. Cho nên hiện tại bây giờ vẫn là, thật ra là đồng chí đó.